làm thiệt luôn hả? Nè, trời ơi, tôi nói rồi mà. Nè, xịt nó đi, nè, tôi nói rồi đó, tôi sẽ ôm mà. Tôi không cho xịt nữa, tôi không cho xịt, không cho xịt nữa. Trời ơi, trời ơi, trời mất nó. Nè, nè, bà, làm cái gì vậy hả? Hỏi ông làm gì vậy hả? Ông đang làm gì? Không có làm cái gì hết. Còn nói không làm gì nữa hả? Ông ta dám đụng chạm vào người tôi. Trời ơi, không có đâu. Đừng nghe cổ ngang, không phải vậy đâu á. Giết ông. Ôi, tôi sẽ giết ông. Cây nhà mất hết. Nó đủ mất hết.